Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866 để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY 866-321-5955 và website bndhmo.com. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả vừa rồi là các phần quảng cáo. Cảm ơn các quý chủ nhân cơ sở thương mại và rất mong quý vị tiếp tục bảo trợ cho các chương trình phát hình của Liên đoàn Sài Gòn TV liên lạc 714 979 9562. Chiều hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã có bài diễn văn đây là một trường hợp biệt lệ bởi vì trước đó Tổng thống Bush, Tổng thống Obama không hề đọc bài diễn văn này. Theo luật của Quốc hội, đó người Tổng thống hàng năm phải công bố cho công chúng biết về chiến lược để bảo đảm an ninh, bảo vệ các quyền lợi của Hoa Kỳ và thương hai vị tổng thống trước đây tổng thống Bush và tổng thống Obama hai ông không đọc bài diễn văn này bởi vì nó khá dài và nó nhiều cái chi tiết mà hai vị thấy không cần thiết nghĩa là để cho báo chí trích đoạn hoặc là nếu ai muốn xem thì cứ vào thư viện của quốc hội để xem tuy nhiên lần này thì tổng thống Trump lại biệt lệ ông muốn đọc và 55 trang giấy Ông mất gần 40 phút đồng hồ để trình bày Một viễn kiến mà ông gọi là một lần nữa Theo đúng những chính sách từ lúc ra tranh cử cho đến giờ phút này Đó là America First, nước Mỹ trên hết Trong bài diễn văn đưa ra chiến lược tương lai của Hoa Kỳ Hai điểm quan trọng đó là bảo vệ an ninh cho nước Mỹ và bảo vệ quyền lợi của nước mỹ thế thì trong chi tiết của các bài diễn văn có đầy đủ các chi tiết làm thế nào để bảo vệ an ninh của nước mỹ và làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của nước mỹ tổng thống donald trump có nhắc tới hai quốc gia mà ông nói đây là hai quốc gia đang tìm cách phân hóa hoa kỳ và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hoa kỳ đó là trung quốc và nga và tuy nhiên ông nói rằng Nước Mỹ sẵn sàng là đối tác của các quốc gia như Trung Quốc và Nga, sẵn sàng là đối tác, không phải là friendship, không có build friendship cái gì hết, ông nói rõ, partnership đối tác với Trung Quốc và Nga, nếu như Trung Quốc và Nga cũng đồng ý để bảo vệ nhằm mục tiêu bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ. Lẽ đương nhiên thì chính phủ Nga, Trung Quốc thì chưa tuyên bố gì bởi vì trong bài diễn văn ông cũng nhắc tới Trung Quốc, một quốc gia mà tìm cách nghĩa là thả nổi cái đồng nhân dân tệ gây ảnh hưởng đến vấn đề mậu dịch với Hoa Kỳ. Mua hàng Mỹ thì ít mà bán hàng Trung Quốc sang. Rồi chưa kể đó, ông đã cũng đã từng lên án Trung Quốc là sang Mỹ để lấy à, cắp các tài sản trí tuệ rồi à, lấy nhân công cũng như là công ty của Mỹ ông nói rằng cái chiến lược mới này sẽ không cho phép các quốc gia ngoài lạm dụng nước Mỹ nữa chính vì thế mà trong bài diễn văn này người ta thấy ông đã chỉ trích những chế độ tiền nhiệm của ông từ thời ông Bush Clinton cho đến Obama mà ông nói rằng những à, chiến lược mà sai lầm từ vấn đề di trú uh, đến vấn đề iran rồi đến vấn đề mậu dịch nữa các à, chủ đề này đối với ông những vị tiền nhiệm ông các vị tổng thống trước đây đã sai lầm và vì thế ông sửa đổi để cho rằng chúng ta có những cái tiến trình có được những cái thỏa hiệp mậu dịch nhưng không làm mất đi cái quyền lợi của nước mỹ về vấn đề iran thì cái việc mà iran hỗ trợ cho nhóm houthi để tấn công ả rập saudi cũng là vấn đề mà ông nói rằng sẽ phải giải quyết vì vấn đề an ninh và ngoài ra xây dựng bức tường rồi à, vấn đề di dân tất cả những điều này theo ông một chiến lược sắp tới của nước mỹ là một lần nữa bảo vệ quyền lợi mà thôi Bên cạnh đó thì ông cũng nhắc đến những cái đề tài liên quan đến việc tin tặc thưa quý vị và tin tặc cũng là một cái vấn đề an ninh lớn cho nước Mỹ. Ngày hôm nay thì cơ quan an ninh của Hoa Kỳ khám phá là WannaCry. WannaCry là gì và WannaCry đến từ đâu hả Thảo Yên? À, vâng thưa quý vị, một trong những cái uh điểm mà Tổng thống Trump đã nhắc đến trong cái bài diễn văn ngày hôm qua đó là cái vấn đề mà Bộ Nội an của Hoa Kỳ đã khám phá ra là cái đợt mà tin tặc tấn công mạng toàn cầu ảnh hưởng đến hơn 300.000 máy tính của hơn 150 quốc gia vào tháng 5 vừa qua với cái con virus tên là WannaCry thì chính phủ Bắc Hàn chính là thủ phạm đằng sau cái vụ tấn công này à, Thưa quý vị Bộ Nội An đã tuyên bố họ thận trọng đưa ra cái báo cáo này dựa trên những cái bằng chứng rất là đáng tin cậy à, bởi vì công ty Microsoft họ đã lần ra dấu vết liên quan đến các cơ sở an ninh mạng ở ngay tại Bình Nhưỡng à, và liên quan đến cái việc cái nhóm à, Lazarus à, là cái nhóm mà đã phát tán cái con virus WannaCry này đã làm việc cho chính phủ của Bắc Hàn, phát tán mã độc này lan rộng ra khắp thế giới và cái hậu quả là làm tê liệt hàng trăm ngàn máy tính của các ngân hàng, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp của hơn 150 quốc gia. À, với cái điều kiện là nạn nhân sẽ bị mất hết tất cả dữ liệu nếu như không nộp tiền cho chúng và cái cuộc tấn công lan rộng này đã gây tốn kém hàng tỷ đô cho rất nhiều quốc gia mà bắt hàng theo như bộ nội an là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn thì trong suốt cái đợt tấn công này rất nhiều người dùng bị đòi tiền chuột dưới cái dạng tiền ảo là bitcoin và nhưng mà rất nhiều người họ đưa tiền cũng không lấy lại được dữ liệu à thì cố vấn của Bộ Nội an là ông Tom Bossert ông nói thêm là Bắc hàng có cái hành động rất là nguy hiểm cũng như là không thể kiểm soát được trong hơn 10 năm qua và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn mà cái vụ WannaCry là một ví dụ điển hình. À vì vậy ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu cũng như là kêu gọi tất cả các chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới cần có trách nhiệm chung, nỗ lực, hợp tác nhằm giảm thiểu các nguy cơ tấn công mạng cũng như là không giúp cho tin tặc đạt được lợi ích và đếp đáp lại với bài diễn văn của tổng thống trump ngày hôm qua gọi trung quốc và nga là một sự đối tác về mâu thuẫn và đồng thời ông cũng bày tỏ cái mối lo ngại là có thể đưa cái thế giới này trở về cái thời kỳ chiến tranh lạnh thì nga ngày hôm nay và kể cả trung quốc nữa trên báo chí của trung quốc cũng đã có bài nhận định quan điểm cho rằng tổng thống trump ngày nay muốn đưa thế giới trở về phía lưỡng cực và chúng ta cũng biết được xưa nay trung quốc với nga mặc dù nói và về một phía nhưng mà rõ ràng giữa nga với trung quốc cũng có những cái vấn đề về vấn đề mậu dịch và bây giờ uh, ông Tr putin ông nhận định sau khi uh, nhìn thấy cái bài diễn văn của ông trump ông putin nói rằng ông trump muốn đưa mỹ và hoa kỳ uh, nga và hoa kỳ trở về thời chiến tranh lạnh và ông nói rằng uh, trong bài chiến lược mà ông trump đưa ra sặc mùi của đế quốc thưa quý vị, giặc mùi đế quốc tương tự như những gì mà Hoa Kỳ làm xưa nay. Thế nhưng các nhà phân tích nhận định thì nói rằng thực ra chính các anh tức là Trung Quốc và Nga ai mà không có quan điểm muốn bảo vệ quyền lợi của đất nước mình mà không phải riêng với Trung Quốc và Nga nữa. Quan điểm của ông Trung có thể nói rằng họ nói rằng với các quốc gia trên thế giới đều tìm thấy một điểm tương đồng, ai mà không muốn bảo vệ quyền lợi quốc gia mình. Ai mà không muốn an ninh cho quốc gia mình, cho nên bài diễn văn của ông Trump cũng phản ảnh lại những cái chiến lược của các quốc gia mà hiện nay đang muốn tìm kiếm con đường đối tác với Hoa Kỳ. Mặc dầu là lên tiếng nói rằng là Hoa Kỳ vẫn chủ trương một đế quốc đó, nhưng mà rồi thì rõ ràng Nga và Trung Quốc không thể nào thoát được cái vòng xoay mà Hoa Kỳ đưa họ vào trong này ai cũng biết được trung quốc mà không có hoa kỳ là chỉ có nước đi vào vực thẩm của suy thoái mà nga rõ ràng trong thời gian qua bị cấm vận đang bơi trong cái uh, món nợ khổng lồ mà nếu không có dầu hỏa và không tạo được cái sự uh, kích thích cũng như về mậu dịch ở bên ngoài đó với các đối tác của các khu vực khác thì nga đã rơi vào cái thời kỳ đại suy thoái đang trong thời kỳ suy thoái mà thôi thưa quý vị. Chính vì thế mà trong thời gian qua rõ ràng là Nga rất muốn tiếp tục bắt tay với Hoa Kỳ để giải tỏa cái lệnh cấm vận này thưa quý vị. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại để gửi đến thêm quý vị các bản tin phó tổng thống Mike Pence trì hoãn chuyến đi Trung Đông và Ả Rập Saudi vừa ngăn chặn được một hỏa tiễn đến từ Yemen. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.